Thưa quý vị khán giả, sau khi sinh em bé, người phụ nữ thường cảm thấy tự ti vì thân hình kém thon gọn. Đó là lý do vì sao rất nhiều chị em quan tâm tìm hiểu cách giảm cân sau sinh hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn và đủ sữa cho em bé. Nếu các mẹ còn băn khoăn, chưa biết nên xây dựng chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt như thế nào để giảm cân, thì ngay sau đây hãy cùng đón xem nội dung tư vấn của bác sĩ đến từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Cảm ơn bác sĩ đã trở lại với chuyên mục Sức khỏe và Số năm hôm nay. Thưa bác sĩ, thì khi nào phụ nữ sau sinh có thể bắt đầu giảm cân? Thông thường thì một người phụ nữ sau sinh thì nên giảm cân sau khoảng 6 tuần. Vì khoảng thời gian 6 tuần là thời gian hậu sản. Người phụ nữ trong khoảng thời gian này thì đôi khi có thể mất ngủ, stress hoặc là ảnh hưởng khá nhiều về thể chất sau một cuộc đẻ. Thì sau khoảng 6 tuần cơ thể bình phục trở lại thì nên bắt đầu mới giảm cân sau sinh. Rất nhiều người thì sử dụng các cái phương pháp giảm cân sau sinh, ví dụ như là giảm khẩu phần ăn, sử dụng thuốc giảm cân, thậm chí là áp dụng các cái phương pháp như là đai nịt bụng. Ý kiến của bác sĩ như thế nào về những cái phương pháp giảm cân này? Điều này thì tôi cũng không khuyến khích cho lắm, vì khi giảm khẩu phần ăn và chế độ dinh dưỡng thì có thể làm giảm chất lượng sữa của thai phụ cho trẻ sơ sinh. Hai nữa thì mình có thể kết hợp với những phương pháp luyện tập mà nhẹ nhàng cơ bản để tập luyện thì sẽ làm giảm cân phù hợp hơn với lại phụ nữ sau sinh. Mình thường mình tập những cái bài tập nhẹ nhàng cơ bản như yoga hoặc những cái bài tập mà nhẹ nhàng ở nhà thôi. Nó sẽ có thể làm giúp cho cái cơ bụng của mình săn chắc này, làm tầng sinh môn của mình có thể hồi phục trở lại bình thường. Những bài tập đấy thì hiện tại thì mình có thể tham khảo trên YouTube hoặc những cái kênh thông tin thì sẽ có đầy đủ những cái bài tập cụ thể cho phụ nữ sau sinh. Điều này thì với thứ hai nữa là khi mà sau sinh thì cái hệ thống cơ sàn chậu của người phụ nữ thường khá là yếu. Mình có thể tập một số bài tập giúp cho cái hệ thống cơ sàn chậu của mình trở nên săn chắc hơn, tránh những cái sa sinh dục thứ phát của người phụ nữ sau sinh. Và để cái chất lượng cơ thành bụng của mình cũng trở về bình thường hơn. Vậy thì bác sĩ có lời khuyên ra sao đối với những cái phương pháp giảm cân an toàn? Giảm cân an toàn thì phụ nữ sau sinh thì nên giảm cân một cách từ từ, không nên quá đột ngột. Giảm cân thường thì mình trong giảm cân khoảng trong vòng 1 năm thì mỗi tháng mình chỉ nên giảm từ 0,5 đến 1 kg. Và vẫn phải đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng để có thể có một cái chất lượng sữa cho con một cách đầy đủ chất. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe và Số năm hôm nay. Ngay sau khi sinh em bé xong, người mẹ hãy cắt giảm lượng calo và cân bằng chế độ dinh dưỡng là cách giảm béo sau sinh không ảnh hưởng đến sức khỏe. Lượng calo phù hợp cho mỗi cơ thể là 1.500 đến 2.000 calo. Đối với mẹ sau sinh cần tăng thêm 500 calo nữa để đảm bảo đủ sữa cho con bú. Trung tâm sản phụ khoa hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đầu tư cơ sở vật chất, trang bị hệ thống máy móc tân tiến, đáp ứng tiêu chuẩn của một cơ sở y tế chất lượng cao cấp. Hệ thống phòng khám, phòng sinh, phòng phẫu thuật, phòng hậu phẫu được vô trùng tuyệt đối, đảm bảo tiêu chí khử sạch vi khuẩn, làm sạch bầu không khí tại bệnh viện, ngăn chặn tuyệt đối sự tấn công và lây nhiễm chéo của các vi khuẩn có hại, nâng cao chất lượng điều trị. Đặc biệt, phòng có thiết kế chuông bấm tại giường, đội ngũ y tá điều dưỡng túc trực theo dõi 24/24, hỗ trợ mọi vấn đề của người bệnh ở bất cứ thời điểm nào trong ngày. Thêm vào đó, Trung tâm sản phụ khoa hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn đầu tư trang bị hệ thống máy móc tiên tiến như máy siêu âm 2D, 3D, 4D, máy siêu âm màu cho phép tầm soát dị tật mạch máu ở tim và não thai nhi, máy siêu âm Volution M10 thế hệ mới nhất cho kết quả chính xác các thông số sức khỏe mẹ và bé, sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường, có biện pháp can thiệp và điều trị kịp thời, hiệu quả. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai.